Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 218. Trong clip ngày hôm nay thì em có cũng hơn 10 loại cây để giao lưu với anh chị. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi điện thoại trực tiếp để chốt cây. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây này thì bể đế của nó nở to, cốt đùi cũng to. Hoành đế trên miệng chậu 82 cm, hoành thân 52 cm, chiều cao 36 và tà ngang của cây là 66 cm. So sánh cái lông bia và cái hoành gốc giúp em. Anh chị thấy là cái lông bia nó có tí xíu so với cái hoành gốc. Cái này thì hiện tại chi cành cơ bản nó cũng đã có đầy đủ, tàn thì nó còn hơi thiếu sơ sơ một tí xíu. Ở cái cốt đùi bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 18 cm và cốt đùi bên tay phải màn hình đo được là 15 cm. Phía sau của chi phong thì nó to cũng ngang ở cái cốt đùi bên tay phải luôn anh chị. Thì nó cũng cỡ 15 cm đó. Và bây giờ em sẽ tiến hành nghiêng cái cây ở mặt trước cho anh chị xem phía dưới của mặt trước của cây. Thân lắc nhẹ và tương đối là gió cây. Cốt đùi to đã cân với cây. Ở cái mặt trước này thì anh chị thấy là cây nó đang còn hai cái thẹo. Cái thẹo thứ nhất là ở dưới mặt đế, và cái thẻ thứ hai là phần trên ngọn thì nó còn có bằng hai ngón tay nữa là nó lành anh chị. Rồi quay ra mặt sau. Cây này được nuôi cắt giật rất là kỹ. Anh chị thấy là mặt sau của cây nhìn nó thấy rõ hơn. Em sẽ cố gắng quay từng chi tiết cho anh chị xem. Rất là rõ ràng. Cây nuôi cắt giật và chi cành thì đóng đẹp đều. Đế cấp 2 hiện tại thì nó to cỡ bằng ngón tay út và đều đều cả cây. Rất là dễ nhận ra, anh chị thấy là ngón tay út của em nó so sánh với cái rễ cấp 2. Cây này cũng rất là khá cây. Tàn tròn đều. Cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 1, giá của nó là 16 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 2 hôm nay là một cây nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Cây này thì nó mới vừa trổ hoa cách đây khoảng tầm 10 ngày. Hiện tại thì không còn nụ nữa anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 85 cm, hoành thân 38, chiều cao 52 và tàn ngang của cây là 69 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cây này là cây được cắt phôi lùn và cây không bị cháy tuột, không bị hư hao. Sức sống cây này nó mạnh cho nên là lướt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất là lúc sạc phôi anh chị. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái trở lên và đều lên tới đỉnh luôn anh chị. Mặt cắt của cây thì chắc em phải đem máy lại gần cho anh chị xem thật rõ luôn. Ở ngay ngón tay của em chỉ là một cái mặt cắt đầu tiên, và mặt cắt thứ hai là phần trên đỉnh, mặt cắt thứ ba là ở phía dưới cốt đùi số 1 bên tay phải màn hình của anh chị, rất là rõ ràng. Rồi em sẽ tiến hành em nghiêng cây cho anh chị xem. Ở phía dưới nhìn lên, cây này thì được nuôi, hiện tại thì cốt đùi nó chưa được cân với cây, nhưng mà form tàn như vậy thì cũng đã ấm mịn rồi anh chị. Nhưng nguyệt quế thì nó lâu lớn, cái cốt đùi nó không có nhanh bằng mai chiếu thủy, lâu hơn. Chi cành thì được vô dây và sữa cũng rất là tỉ mỉ đều. Cây khá sạch và đều, chi cành nó đều. Đế tự nhiên. Tiếp tục quay thêm một vòng cho anh chị xem.
tàn tròn đều. Cây nguyệt quế lá xoắn hoa chùm mã số 2, giá của nó là 6 triệu. Bao phí vận chuyển, cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Cây được nuôi trong chậu 40 cm, đường kính chậu là 40 cm, và hiện tại thì cái bầu của nó cũng cứng chậu luôn rồi anh chị. Cây này được nằm chậu lâu, nuôi trên chậu khá lâu. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 3 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này ấm tàn, cốt đùi to, bể đế nở to, nhìn rất là lực cây. Hoành đế trên miệng chậu 74 cm, hoành thân 38, chiều cao 32 và tàn ngang của cây là 68 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cây này lúc trước em có lên clip rồi, nhưng mà do lúc đó thì tàn nó còn hơi bị thiếu. Hôm nay thì nó đã ấm tàn và nhìn rất là mướt, mịn cả cây. Em sẽ tiến hành lật mặt trước, ở phía dưới mặt trước cho anh chị xem. Cây được nuôi cắt giật khá kỹ. Tiếp tục nghiêng thêm một miếng nữa cho anh chị xem phía dưới luôn. Chi cành thì to, nhìn rất là lực. Rồi, quay ra mặt sau. Ở mặt sau là anh chị có thể thấy được trọn vẹn, đẹp hay xấu thì nó sẽ phơi bày hết. Em sẽ tiến hành quay từ bên trái qua. Anh chị thấy là một cái phôi lùng và nó lắc rất đẹp. Tất cả chi tiết đều được bô dây sửa rất là tỉ mỉ, rất là lực. Đặc biệt là bể đế của nó nở to và nhìn anh chị thấy là nó vững chắc. Điều nguyên cây. Thẹo trên thân thì nó nằm ở mặt sau của cây. Mặt trước thì vẫn còn một số cái thẹo nhỏ nhỏ không đáng kể lắm anh chị. Chỉ có mặt sau thì nó còn hai cái thẹo cũng cỡ bằng đầu của ngón tay cái, hoặc là nó to hơn chút đỉnh thôi, không đáng kể lắm. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 14 cm. Cốt đùi này nuôi cũng khá lâu cho nên nó to. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 3, giá của nó là 7.900.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này thì nó cứ được vô chậu này rồi thả ra chậu khác, thay chậu liên tục. Mỗi một lần mà lặt lá vô dây thì em sẽ sang cho nó cái chậu to cho đủ sức. Sau khi mà nó cứng cáp rồi thì em sẽ sang lại qua một cái chậu này cho nó đủ nước. Rồi xuống cây, 7.900.000 có luôn chậu. Tiếp tục mã số 4 hôm nay là một cây mai chứa thủy lá trung, trung nu. Một cây trực lắc lùng. Hiện tại thì cốt đùa nó đã cân với cây. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 19 và tàn ngang tạm tính là 34 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Do có một số anh chị yêu cầu em lên cái hàng lỡ, những hàng mà nó đã có cốt cành cơ bản rồi. Còn một số cái chi tiết phía trên thì anh chị về và xây dựng thêm. Cho nên là hôm nay em lên. Cây này được nuôi cũng khá lâu, nuôi kỹ anh chị. Trung nu, cốt đùi cân với thân. Đây là những cái cốt đùi mà được nuôi từ cái mầm lên đó anh chị. Thân lắc điệu. Cốt đùi hiện tại thì nó to cỡ hơn 2 lần so với ngón tay cái luôn anh chị. Anh chị thấy rất là rõ ràng, để ngón tay cho dễ so sánh. Rồi đó là mặt trước và quay ra mặt sau. Hiện tại thì cây này vẫn đang nằm trên chậu nuôi. Cây này là được nuôi chậu khá lâu rồi, rất là nặng. Chi cành thì đóng chuẩn, đầy đủ hết trơn anh chị ha. Từng chi tiết một được làm rất là tỉ mỉ. Do nó quá lùng cho nên là em phải phụ với thằng em để mà nghiêng cái cây và làm sao mà quay cho anh chị thấy được thật là rõ chi cành ở phía dưới luôn. Rồi, hiện tại là cây đang nằm trong chậu đường kính ngang là 50 cm, 5 tấc anh chị, nặng.
Đây là loại trung nu mà được sắp đế từ nhỏ, nhưng mà sắp theo cái kiểu tự nhiên là cọng to cọng nhỏ, và bể đế của nó thì nở lực, nhìn rất là lực. Cây này thì có thể gọi là thẹo trên thân nó đã lành được khoảng 90%, nhưng mà chắc chắn với anh chị là nó sẽ còn lành nhiều hơn chứ không phải là 90%. Để lên clip thì em luôn nói trừ hao. Rất là có tương lai, một cây lá trung có tương lai. Cây trung nu mã số 4, giá của nó là 6.500.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 5, hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây này thì sau cái đợt tháo dây nhôm đợt này nữa thì nó sẽ là cây thành phẩm anh chị. Hiện tại thì nó còn đeo một số sợi dây nhôm, nhưng mà nó cũng đang bắt đầu siết dây rồi. Hoành đế trên miệng chậu 34, hoành thân 24, chiều cao 14 và tàn ngang của cây là 24 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây, một cây rất là lùng lực, tàn ấm mịn, cốt đùi to, đế đều 24 giờ. Em sẽ tiến hành lật mặt trước ở phía dưới và mặt trước của cây cho anh chị xem thật rõ luôn. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái trở lên và đều cả cây. Đây là những cây trung nu được nuôi khá kỹ. Đó là mặt trước anh chị. Rồi quay ra mặt sau. Những cây này về anh chị chỉ việc chờ tháo dây nhôm và tạo cho nó bộ xương dâm là xong. Em sẽ quay cận cảnh thật gần luôn cho anh chị xem. Chi cành thì phân bổ đồng đều, đẹp, chuẩn cây. Cốt đùi to và được nuôi cắt giật khá kỹ. Mười bốn cm cho cây này, chiều cao anh chị. Đế thì 24 giờ và đều rất là tự nhiên. Tàn tròn ấm mịn, hiện tại ngọn cũng đã được khóa luôn. Xương dâm ngọn nó cũng đã có được một số chút đỉnh rồi. Không nhiều lắm nhưng mà cũng bắt đầu nó có rồi anh chị. Rồi em sẽ bưng cái cây trên tay cho anh chị xem. Nhỏ xíu để trong bàn tay. Rất là dễ thương. Thẹo trên thân thì nó còn cả bằng đầu ngón tay út là nó lành 100%. Cây trung nu mã số 5, giá của nó là 14 triệu bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây đang nằm trong chậu tàu. Tiếp tục mã số 6, hôm nay là một cây mai chiếu thủy nu gò công, một cây có tương lai, lùng lực, cốt đùi to, cây được nuôi cắt giật rất là kỹ, đế 24 giờ. Hoành đế trên miệng chậu 45, hoành thân 26 và chiều cao tạm tính là 12 cm. Cây này thì tàn ngang em chưa có đo, lý do là vẫn còn đang tả lan. Anh chị so sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Ở cái cốt đùi số 1 bên tay trái màn hình của anh chị là nó to khoảng gần gấp 3 lần so với ngón tay cái. Đây, em đem máy lại thật gần cho anh chị xem cái cốt đùi. Cây được nuôi cắt giật khá kỹ. Và ở cái cành số 4 nó to bằng ngang với ngón tay cái luôn. Như vậy là anh chị dễ nhìn thấy hơn. Tỷ lệ càng lên trên thì nó càng giật nhỏ lại. Để tiếp tục quay cho anh chị xem. Cái này thì do em đang thả một số cái cốt cho nó to cho nên là vẫn chưa bấm. Nhìn thì nó hơi rối một tí xíu, nhưng mà nếu anh chị nhìn kỹ sẽ thấy được cái độ chính xác của từng cái cốt cành. Dòng nu gò công này thì thẹo nó cuốn mạnh. Cái này thì vừa thúc đế nhịp. Đây anh chị thấy là cái viền màu đen đen trên thành chậu là em hạ đế xuống và sau đó là dưỡng lại. Bắt đầu ép từ từ đi vô chậu nhỏ anh chị. Thẹo chính trên thân thì nó còn cỡ bằng đầu ngón tay cái nữa là nó lành. Anh chị nhìn thật kỹ giúp em nè. Ngay đầu ngón tay cái là cái thẹo chính của cây luôn. Cây này là một cây gò công có tương lai. Chi cành đẹp, chuẩn cây. Vườn em là chuyên nuôi những cái loại như thế này. Tiếp tục quay thêm một vòng cho anh chị xem. Cây mai chiếu thủy gò công mã số 6. Giá của nó cũng là 6 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mà khi gửi cây thì
em báo với anh chị trước luôn là em sẽ cắt bỏ những cái phần ở trên đi để cho nó dễ đóng thùng. Vì hiện tại thì về anh chị chờ tượng nó ra và mình dẫn tiếp, nó cũng không bị sượng cây lại đâu, nó không quan trọng lắm. Do nó đang nằm chậu nuôi cho nên là em vẫn giữ nguyên cái hiện trạng như thế này và em cho lên clip em quay luôn. Ở cái mặt này anh chị thấy là một cây lùng lực rất là có tương lai đẹp. Tiếp tục mã số 7 hôm nay là một cây hoa giấy Mỹ. Cây này là cây rinh, cây được nuôi cốt đùi, cũng vô dây và nuôi cắt giật. Hoành đế trên miệng chậu 34, hoành thân 15, chiều cao 46 và tàn ngang của cây là 49 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cây này thì thân lắc lượng, cốt đùi hiện tại của nó thì to bằng cỡ ngón tay cái anh chị. Dạ, em sẽ để ngón tay cái vô ở cái cốt đùi đầu tiên cho anh chị thấy. Cũng nuôi cắt giật kỹ. Cây này thì tàn xương xương anh chị. Cây hoa giấy Mỹ mã số 7, giá của nó là 1 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Nó nằm, cây này được nuôi từ cái phôi trong chậu này anh chị, cho nên là rễ nó đã cuộn tròn trong chậu, không có sợ bị bể bầu. Mã số 8 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây được sửa thân từ nhỏ, cốt đùi to, hoành đế trên miệng chậu 32, hoành thân 15, chiều cao 30 và tàn ngang của cây là 38 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái. Cây được lặt lá nên chị rất là dễ nhìn thấy được chi cành của nó phân bổ đồng đều như thế nào. Đều là những cây được nuôi cắt giật. Cây linh sam siêu hoa mã số 8, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 9 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây này thì một cốt hai thân, đều được vô dây và sửa thân từ nhỏ, vô dây nhôm anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 39, hoành thân 16, chiều cao 22 và tàn ngang của cây là 38 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cái cốt ở trên đỉnh hiện tại thì nó to cả ngón tay cái. Và ở khu vực ở phía dưới thì dĩ nhiên là nó sẽ to hơn. Nhưng mà do em lấy cái đỉnh cho anh chị dễ nhìn thấy. Hai thân lắc rất là có duyên. Cây linh sam siêu hoa mã số 9, giá của nó cũng là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Phần đỉnh hiện tại thì nó còn hơi thiếu, anh chị về vừa chơi và nuôi thêm giúp em. Tiếp tục mã số 10 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây được sửa thân từ nhỏ, hoành đế trên miệng chậu 32, hoành thân 16, chiều cao 32 và tàn ngang của cây là 42 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ bằng ngón tay cái. Để ngón tay cho anh chị dễ so sánh. Đúng rồi, rất là dễ nhìn thấy. Tàn ấm, thân lắc. Cây linh sam mã số 10, giá của nó cũng là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em cũng sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Mã số 11 hôm nay tiếp tục là một cây trang vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Hiện tại thì những cái nụ hoa nó đang rải rác trên tán lá. Anh chị rất là dễ nhìn thấy là mẫu đơn vàng. Hoành đế trên miệng chậu 39, hoành thân 18, chiều cao 29 và tàn ngang của cây là 34 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Đây là loại trang được xử lý củ đế từ nhỏ cho nên là cái bể đế của nó nở to, mình nạt, giót cây. Tàn ấm. Cây trang vàng mã số 11, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này em cũng sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Vì hiện tại nó đang nằm trong cái chậu nhựa. Chậu này mà mình quấn băng keo một vòng là nó bị vỡ nát liền anh chị. Tiếp tục mã số 12 hôm nay là một cây mai chứa thủy lá kim kim giòn. Cây này thì gốc to, cốt đùi cũng to luôn. Nuôi khá lâu rồi anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 49, hoành thân 24, chiều cao 24 và tàn ngang của cây là 30 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Anh chị thấy là cái cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái và nó đều cả cây. Đây là những cái cốt đùi được nuôi cắt giật khá kỹ. Mặc dù là thẹo trên thân thì nó còn cũng nhiều. Anh chị để ý giúp em ngay hình ngay ngón tay em chỉ ha. Đó là những cái thẹo. Thẹo trên thân hiện tại thì nó cuốn cũng tương đối là nhiều chứ cũng vẫn còn thấy thẹo. Cây có duyên.
Cây kim giòn mã số 12, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 13 hôm nay tiếp tục là một cây mai với thủy lá kim kim giòn, một cây siêu mini. Hoành đế thì miệng chậu 20, hoành thân 14, chiều cao 9, tàn ngang là 16 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái chiều cao của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay trỏ và đều đều nha. Một cây trực lắc lùng, nuôi cốt đùi khá kỹ. Thẹo trên thân thì hiện tại nó còn cỡ bằng đầu của cây viết. Lấy cây viết chỉ cho anh chị xem cái khu vực thẹo. Và nó còn có tí xíu bằng đầu cây viết là nó lành 100% rồi anh chị. Cây này thì được làm đế cũng tới đế luôn. Hiện tại thì rễ cấp 2 nó đang ra cũng khá nhiều. Sạch cây. Cây để trong bàn tay. Cây kim giòn mã số 13, giá của nó là 1.600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 14 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Một cây trực lắc lùng, cốt đùi to. Hoành đế trên miệng chậu 49, hoành thân 30, chiều cao tạm tính là 18 và tàn ngang tạm tính là 28 cm. So sánh cái lông bia và cái hoành gốc giúp em. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to khoảng gấp 2 lần so với ngón tay cái. Chi cành đầy đủ, đẹp, đế tự nhiên. Cây này thì đã được nuôi cốt đùi khoảng hơn 3 năm rồi anh chị. Cây linh sam mã số 14, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 15 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá kim, kim sông Hinh. Hoành đế trên miệng chậu 39, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 19 và tàn ngang tạm tính là 24 cm. So sánh cái lông bia và cái hoành gốc giúp em. Cốt độ hiện tại của nó thì to cỡ ngón tay cái. Cây này thì không cân lắm. Có những chỗ nó to và có những chỗ cốt cành nó còn hơi nhỏ. Mình chỉ về vừa chơi vừa nuôi thêm. Những cái này thì về đa số là phải nuôi. Đế tự nhiên. Cây linh sam lá kim mã số 15, giá của nó là 900.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 16 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu dòng siêu mini. Cây này thì đế đều. Cốt đùi nó cũng đã cân với cây, là một cây tán đầu đinh từ nhỏ anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 26, hoành thân 14, chiều cao tạm tính là 8 cm và tàn ngang là 10 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái chiều cao của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay trỏ. Rất là dễ nhìn ra. Cây này nó quá lùn anh chị. Tổng chiều cao của cây hiện tại nó chỉ có 8 cm. Đế đều 24 giờ. Mặt trước thì nó còn bị thiếu một cái cọng đế vẫn đang mồi. Anh chị nhìn kỹ ngang ngón tay của em chỉ ha. Đó là chuẩn bị cho cái cọng đế nó ra và kéo xuống là nó đều. Thẹo trên thân thì nó lành còn cỡ bằng đầu ngón tay út. Là nó lành 100%. Một cây siêu mini. Chi cành thì đóng đầy đủ và đẹp cây. Cây này bên ngoài nhìn rất là có duyên. Lắc và gió cây. Cây trung nu mã số 16. Giá của nó là 1.400.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 17 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Hoành đế trên miệng chậu 38, hoành thân 18, chiều cao 18 và tàn ngang của cây là 26 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái. Đế tự nhiên. Cây này tông hơi cao một tí xíu. Thẹo trên thân thì nó còn cũng to anh chị. Nó cũng còn bằng cỡ ngón tay cái nó mới lành. Thẹo chính trên thân á. Nhưng mà xung quanh thì nó cuốn cái mặt cắt khá mạnh. Cây trung nu mã số 17, giá của nó là 900.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 18 hôm nay cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây này thì được lặt lá. Hoành đế trên miệng chậu 36, hoành thân 18, chiều cao 15 và tàn ngang của cây là 22 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay trỏ. Thẹo trên thân nó còn cũng nhiều. Bằng cỡ ngón tay cái là nó mới lành anh chị.
cũng khá to. Đế tự nhiên, cây trung nu mã số 18, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 19 hôm nay cũng là một cây mai chứa thủy lá trung nu. Hoành đế trên miệng chậu 34, hoành thân 19, chiều cao 12 và tà ngang của cây là 22 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay trỏ, đều đều nhau. Cây này là cây cắt đầu đinh cũng khá lâu rồi, hiện tại thì nó đã được cắt mấy nhịp. Chi cành thì đóng đều, chuẩn cây. Mặt nào anh chị cũng có thể thấy được cái độ lắc và giót của cây. Đế tự nhiên. Cây trung nu mã số 19, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 20 hôm nay là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 29, hoành thân 12, chiều cao 20 và tàn ngang của cây là 36 cm. So sánh giúp em cái lông bia và với cái hoành gốc của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay út và nó đều đều nhau. Đây là cái lô sam trái được nuôi cốt đùi. Cây này nuôi nhiều, tàn tương đối là đã ấm. Cây sam trái mã số 20, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển. Tiếp tục mã số 21 hôm nay là một cây mai chứa thủy lá kim, kim giòn. Cây này thì khá già cây. Hoành đế trên miệng chậu 35, hoành thân 19, chiều cao 20 và tàn ngang của cây là 26 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt độ hiện tại thì nó to bằng cỡ ngón tay cái. Cây này được nuôi cũng khá lâu. Cây kim giòn mã số 21, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 22 hôm nay là một cặp linh sam 86. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế trên miệng chậu là 30 cm, hoành thân 15, chiều cao 15 và tà ngang là 19 cm. Ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 29, hoành thân 18, chiều cao 16 và tà ngang là 25 cm. So sánh giúp em cái lông bia để giữa hai cây. Đây là những cây linh sam 86 được nuôi cốt đùi. Cốt đùi hiện tại của cả hai cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay út và đều đều nhau anh chị. Rất là dễ nhìn thấy. Cặp linh sam 86 mã số 22, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 23 hôm nay là một cặp linh sam sung huynh lá trung. Một cây nằm trong chậu đất nung và một cây thì đang nằm trong chậu nhựa. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là cây đang nằm trong chậu đất nung. Hoành đế 29, hoành thân 16, chiều cao 18 và tàn ngang là 22 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 36, hoành thân 15, chiều cao 24 và tàn ngang của cây là 45 cm, đang nằm trong chậu nhựa. So sánh giúp em cái lông bia để giữa hai cây. Cốt đùi của cả hai cây này thì nó to đều đều bằng cỡ ngón tay út trở lên. Có những điểm thì có những chỗ nó to hơn có tay cái luôn anh chị. Nhưng mà em vẫn lấy cái vật để so sánh là cái ngón tay để cho anh chị biết là đây là những cây được nuôi cốt đùi. Cặp linh sam sông hinh lá trung mã số 23, giá của nó cũng là 700.000, bao phí vận chuyển. Một cây thì có chậu đất nung và một cây thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Tiếp tục mã số 24 hôm nay là một cặp gồm có hai cây, một cây là trang đỏ và một cây là trang vàng lá nhỏ. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây trang đỏ lá nhỏ, hoành đế 22, hoành thân 13, chiều cao 20 và tàn ngang là 19. Còn ở cây bên tay phải màn hình là cây trang vàng, hoành đế 20, hoành thân 12, chiều cao 11 và tàn ngang là 16 cm. So sánh cái lông bia em để giữa hai cây. Cây trang đỏ thì nó bị tét một đường ở phía trước mặt tiền. Đây là cái tét, bị tét cành lúc mà mình bứng cây phôi anh chị. Còn cây trang vàng thì lành lặn không có vấn đề. Cả hai cây đều là những cây được nuôi cốt đùi. Cặp trang vàng và trang đỏ mã số 24, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 25 hôm nay là một cặp mai chứa thủy lá kim, kim giòn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị,
Hoành đế trên miệng chậu là 15, hoành thân 6, chiều cao 10, tàn ngang là 12. Và ở camera phải màn hình, hoành đế 18, hoành thân 6, chiều cao 9, tàn ngang là 9cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt để giữa hai cây. Tất cả thông số của cây là đều được ghi rõ lên trên thành chậu, rất là dễ nhận ra. Cốt đùa hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cả đầu cây viết anh chị, nó không được to lắm. Cặp kim giòn mã số 25, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Chỉ có 600.000 cặp này nó sẽ được ship về tận nhà cho anh chị, rất là dễ chơi, đế đều. Tiếp tục mã số 26, hôm nay cũng là một cặp mai với thủy lá kim kim giòn. Cặp này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 10, chiều cao 15, tàn ngang là 14. Và ở cây bên tay phải, hoành thân 6, chiều cao 14, tàn ngang cũng là 14cm luôn. So sánh giúp em cái hộp quẹt để giữa hai cây. Cốt đùa hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cỡ thân cây viết và đều đều nhau. Cặp kim giòn mã số 26, giá của nó là 500.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Với cái giá như thế này thì em nghĩ rất là dễ chơi. Hai cây mini, lật mặt trước và lật mặt sau cho anh chị xem luôn. 500.000 cho cặp kim giòn mã số 26 có chậu. Tiếp tục mã số 27, hôm nay là một cặp mai với thủy lá kim kim giòn. Cặp này là cây chứ không phải là rễ anh chị. Đây là cái cây. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 22, hoành thân 9, chiều cao 14, tàn ngang là 16cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 24, hoành thân 12, chiều cao 15 và tàn ngang là 16cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt để giữa hai cây. Cốt đùa hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cỡ thân cây viết và đều đều nhau. Tàn ấm. Lật mặt trước sau đó quay ra mặt sau và lật lên cho anh chị xem thật rõ luôn. Cặp kim giòn mã số 27, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.